Ngày 15 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã điều tra khám phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thông, 32 tuổi, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng và triệu tập làm việc với hai đối tượng liên quan. Tiếp đó, qua đấu tranh mở rộng, ngày 16 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ 3 đối tượng trong đường dây hoạt động phạm tội, gồm Trần Xuân Thành, 33 tuổi, Lê Tuấn Anh, 24 tuổi, Trần Văn Nghiêm, 33 tuổi. Các đối tượng khai nhận hoạt động cho vay lãi nặng thông qua phần mềm MiCash với lãi suất cho vay dao động từ 280 đến 400% một năm. Và đặc biệt, đối với các trường hợp chậm trả tiền thì các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp. Từ khoảng thời gian năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 443 người vay với 1.670 lượt. Tổng số tiền cho vay hơn 12 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng.